Chị các bạn nha, thì trong buổi chiều ngày hôm nay thì tại đơn vị Hyundai miền Nam, địa chỉ số 88 quốc lộ 1A, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh đang chuẩn bị tiến hành bàn giao lô xe Geneva 47 chỗ, hạ tải còn 29 chỗ nha. Đó, xe này là do một đơn vị công ty đặt về để chở khách hàng nha. Đó, địa chỉ Hyundai miền Nam nằm tại số 88 quốc lộ 1A, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, cách ngã tư cầu vượt Bình Phước 500m hướng về ngã tư An Sương nha. Đó, tại đơn vị Hyundai miền Nam chuyên cung cấp tất cả các dòng xe tải Hyundai từ 1,5 tấn cho đến 24 tấn. Đó, đối với cái dòng xe 1,5 tấn thì có bọc tơ 1,9 tấn hoặc là 2,4 tấn thì có Hyundai N250, N250SL. Còn đối với xe 3,5 tấn, 4,1 tấn thì sẽ có cái dòng 75m, Hyundai 75m. Còn đối với cái dòng xe tải 6 tấn thì có E8 GTS1, tổng tải dưới 9,9 tấn, tải trọng được 6,2 tấn. Còn đối với cái dòng xe tải Hyundai mà 7,1 tấn thì có E8 bản đủ và bản thiếu. Đó, ngoài ra thì có dòng HD240, HD320, xe HD270, xe bồn, xe trộn, đó, xe ben. Đó, đây, chứ mạnh quý chị này con Hyundai Geneva, đó, đặt theo cầu khách hàng luôn, đang tiến hành bàn giao nha, một lô xe luôn. Đây, xe này là dòng xe cao cấp đến từ thương hiệu Hyundai trong phân khúc xe bus nha quý chị. Đó, đặt dán decal nè, đó, đang chuẩn bị bàn giao nha. Đây, về cái tem thiết kế khá là đẹp nha. Đó, của công ty đặt mà. Và đặc biệt là xe được trang bị khá là nhiều option thêm trên một con xe nha. Thì hiện tại đây có xe nào sẽ quay cho quý anh chị mình xem nha. Đó, và ban đêm xe rất là lung linh lộng lẫy luôn. Đây, rồi, xe là sàn nè, sàn là sàn gót da gỗ nha. Đây, ghế hơi nè. Đó, bên trong xe mở đèn lên rất là lung linh lộng lẫy luôn. Đây, ghế là làm theo cầu của khách luôn nè. Đó, bọc da khá đẹp nha, có đèn đọc sách nè, đầy đủ hết nha. Đó, rồi quý anh chị nào mình muốn chạy dịch vụ hoặc là mình muốn đặt hàng cho công ty có một con xe di chuyển ok nhất, hợp lý nhất thì liên hệ trực tiếp qua đại lý Hyundai miền Nam nha. Bên em làm theo cầu của khách hàng nha. Đèn trần nè, trần này trần led giọt sương nè, kiểu Rolls Royce rất là đẹp nha. Và nó có luôn cái đèn là kệ nè, dải led nè, nguyên một dải led chạy dài luôn nha. Đó, phía sau là có cái quầy bar nha quý chị. Đó, cái quầy để rượu nè, và phía trước này có cái tủ lạnh nha. Đây, họ sẽ mở cho quý anh chị xem. Tủ lạnh thể tích khá là to nha, quý chị mình thấy là để khăn lạnh, để nước suối. Đó, và mỗi một cái hàng ghế nè, mỗi một cái hàng ghế thì có cốc để ly đó, và có luôn là cái màn hình để chúng ta giải trí trên quãng đường chúng ta di chuyển nha. Còn ghế là ghế da, quý chị mình có thể là bật ngã cái ghế ra, chị mình nằm trong quãng đường mình di chuyển nha. Phía trên thì có kệ để hành lý nè, khá là rộng, khá là thoáng luôn đó. Về cái phân khúc xe bến này thì có lên luôn là cái rèm che mưa nè, anh chị có thể là đóng rèm được nha. Này, rèm hộp nha. Và phía trên đây đã có cái đèn rồi, và ở đây làm thêm cái đèn đọc sách nè, để cho mình khi chúng ta di chuyển chúng ta thêm mở đèn nha. Và phía trên lên cái màn hình giải trí, đây màn hình Sony nha quý anh chị, màn hình khá lớn nha, để chúng ta có thể là ngoài cái màn hình phía trước thì chúng ta có thể là theo dõi cái màn hình phía trên, đó khá to nha. Ở dưới đây thì có gắn lắp luôn cái màn hình dành cho bác tài nha, chúng ta có thể là điều chỉnh ở đây nha. Đó, đây,